An ninh được thắt chặt tại Viêng Chăn khi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào. Theo chương trình, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 7, gồm khoảng 20 hoạt động. Tại các hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các đối tác sẽ trao đổi về tình hình triển khai các trọng tâm ưu tiên của ASEAN trong năm 2024, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, kiểm điểm và định hướng hợp tác giữa ASEAN với các đối tác và thảo luận về tình hình quốc tế, khu vực. Đồng thời, thông qua nhiều văn kiện quan trọng làm cơ sở triển khai hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong thời gian tới.